danh hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện app tải ngay app danh. Xin chào tất cả các em. Các em thân mến, buổi học ngày hôm trước chúng ta đã được cô giới thiệu tìm hiểu về bài danh từ. Chúng ta nắm được khái niệm, đặc điểm của danh từ cũng như là các loại danh từ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu một cái bài học mới có tên đó là cụm danh từ. Vậy thì thế nào là cụm danh từ? Cụm danh từ có cái đặc điểm về cấu tạo ra sao? Và chúng ta xem là cụm danh từ thì so với danh từ có những cái điểm nào khác. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng cô tìm hiểu bài học ngày hôm nay từ trang 116 cho đến trang 118. Đó. Chúng ta dở sách, chúng ta quan sát thì chúng ta thấy đối với bài học cụm danh từ sẽ gồm có 3 phần. Phần 1 là mã cụm danh từ là gì? Phần 2 là cấu tạo của cụm danh từ và phần 3 đó chính là phần luyện tập. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng cô lần lượt đi tìm hiểu từng phần một. Phần thứ nhất đó chính là cụm danh từ là gì? Đây là một câu hỏi mà khi chúng ta trả lời được câu hỏi này, tức là chúng ta sẽ nắm được về khái niệm của cụm danh từ. Đó. Vậy thì thế nào là cụm danh từ? Thì bây giờ chúng ta sẽ làm các bài tập ở trong sách giáo khoa trang 116, 117 phần 1 la mã này để chúng ta rút ra được kết luận. Đó. Đầu tiên là chúng ta sẽ cùng cô đến với bài tập. Bài tập như sau. Bài tập 1 đó là gì? Các từ ngữ được in đậm trong câu sau bổ sung ý nghĩa cho những từ nào? Và người ta đưa ra cho chúng ta một cái câu văn trích trong văn bản ông lão đánh cá và con cá vàng. Câu văn đó là gì? Ngày xưa có hai vợ chồng ông lão đánh cá ở với nhau trong một túp lều nát trên bờ biển. Đó. Đây, chỉ duy nhất có một câu này thôi. Và có những từ in đậm đó là từ xưa, từ hai, từ ông lão đánh cá, từ một và cái cụ nát trên bờ biển. Đó, những cái từ in đậm cô đã in màu vàng ở đây. Đó. Và người ta hỏi chúng ta đó là gì? Các từ ngữ in đậm này bổ sung ý nghĩa cho những từ nào? Đó, thì bây giờ chúng ta xem là nó bổ sung ý nghĩa cho những từ nào. Bây giờ chúng ta xét cụ thể từng từ một. Thứ nhất này, chúng ta thấy này, trong cái cụm đầu tiên đó là cái cụm ngày xưa. Đó, thì cái từ xưa này chúng ta thấy là nó bổ sung ý nghĩa cho từ ngày. Đó, ngày xưa bổ sung ý nghĩa cho từ ngày, chỉ cái khoảng thời gian nó ở trong quá khứ. Chưa? À, chúng ta thấy rằng có nhiều cái cách nói khác nhau, ví dụ như là ngày nay này, ngày mai này. Đó, thì ở đây có ngày xưa. Đó. Đó, như vậy là từ xưa bổ sung ý nghĩa cho từ ngày trong cái cụm từ ngày xưa. Đó. Đó, đó là cái cụm thứ nhất, đó là đối với cái từ thứ nhất in đậm đầu tiên đó là từ xưa. Tiếp theo này, chúng ta lại đến tiếp theo này. Có hai vợ chồng ông lão đánh cá. Đó, thì cái từ hai, có hai vợ chồng ông lão đánh cá, thì cái từ hai này này, chúng ta thấy rằng nó bổ sung ý nghĩa cho cái cụm vợ chồng. Được chưa? Bổ sung ý nghĩa cho cái từ vợ chồng là chỉ về số lượng, bổ sung ý nghĩa về số lượng. Có hai vợ chồng, được chưa? Tiếp theo này, vẫn là cái cụm có hai vợ chồng ông lão đánh cá nhá, thì ông lão đánh cá lại bổ sung ý nghĩa cho cái từ vợ chồng. Được chưa? À, để chỉ về cái nghề nghiệp của cái đôi vợ chồng này là làm cái gì, là làm đánh cá. Được chưa? Là ông lão đánh cá là bổ sung ý nghĩa cho từ vợ chồng. Như vậy là chúng ta thấy là cái từ hai và cái từ ông lão đánh cá này nó cùng bổ sung ý nghĩa cho từ vợ chồng. Đây, nào chúng ta rút ra. Đó là gì? Từ hai và cụm ông lão đánh cá bổ sung ý nghĩa cho từ vợ chồng. Trong cái cụm đó là cái cụm vợ hai, trong cái cụm đó là gì? Cụm hai vợ chồng ông lão đánh cá. Được chưa? Đấy. Đấy, có một cái cụm từ như thế này, được chưa? Nhiều từ ngữ kết hợp với nhau chúng ta gọi nó là cụm ấy, được chưa? Đó. Hai vợ chồng ông lão đánh cá. Tiếp theo này, đến đây rồi, chúng ta xét đến đây rồi. Ở với nhau trong một túp lều nát trên bờ biển. Chúng ta chú ý cho cô cái cụm một túp lều nát trên bờ biển. Thì có cái từ một. Đây có cái từ một. Thì chúng ta thấy rằng cái từ một này nó bổ sung ý nghĩa cho cái thằng túp lều này. Bổ sung về số lượng. Có một túp lều thôi. Đó. Tiếp theo này, ở cái đằng phía sau của cái từ túp lều nó có cái cụm nát trên bờ biển. Được chưa? Thì chúng ta thấy rằng có hai phần. Nát là nó lại bổ sung ý nghĩa cho từ túp lều chỉ về cái tính chất. Chưa? Bổ sung ý nghĩa về tính chất của túp lều đó là nát. Thế còn trên bờ biển này nó cũng bổ sung ý nghĩa cho cái anh túp lều này về cái vị trí địa lý, cái địa điểm mà xuất hiện cái túp lều.
chưa? Đó, như vậy là chúng ta rút ra đó là gì? Từ một, từ nát và từ trên bờ biển là bổ sung ý nghĩa cho từ túp lều. Chưa? Nào, trong cái cụ một túp lều nát trên bờ biển. Chưa? Nào, bây giờ chúng ta quan sát ở trên này, chúng ta thấy đó là gì? Những cái từ in đậm như là từ xưa, từ hai, từ ông lão đánh cá, một nát và trên bờ biển này. Chưa? Thì người ta gọi nó là từ ngữ phụ thuộc. Từ ngữ phụ thuộc. À, vì sao gọi nó là từ ngữ phụ thuộc? Bởi vì nó bổ sung ý nghĩa cho một cái từ khác. Thì được gọi là từ ngữ phụ thuộc, nó không phải là chính, nó chỉ là phụ thôi. Được chưa? Thế còn nó bổ sung ý nghĩa cho những từ nào? Thì những cái từ như là từ ngày, vợ chồng, túp lều là những từ mà nó được bổ sung ý nghĩa. Được chưa? Và những từ chúng ta xét về mặt từ loại ấy, xét về mặt từ loại trong tiếng Việt ấy, thì ngày, vợ chồng và túp lều đó chính là đó chính là các danh từ. Đó chính là các danh từ. Thế thì người ta bảo rằng cái sự kết hợp giữa những từ ngữ phụ thuộc và danh từ này để tạo thành những cái cụm từ. Được chưa? Ví dụ như là ngày xưa hai vợ chồng ông lão đánh cá, một túp lều nát trên bờ biển. Thì cái sự kết hợp đó nó tạo thành những cái cụm từ, và những cụm từ này người ta gọi nó là cụm danh từ. Được chưa? Nó gọi là cụm danh từ. Đến đây thì chúng ta rút ra là kết luận đó là gì? Cụm danh từ là một cái tổ hợp từ do danh từ kết hợp với những từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành. Chúng ta nắm được về cấu tạo của cái anh cụm danh từ. Đó, đó chính là cái bài tập thứ nhất mà chúng ta vừa tìm hiểu để chúng ta rút ra được cái kết luận đầu tiên về cụm danh từ. Xong bài thứ nhất, chúng ta sẽ cùng cô chuyển sang bài tập thứ hai. Đó là gì? So sánh các cách nói sau đây rồi rút ra nhận xét về nghĩa của cụm danh từ so với nghĩa của một danh từ. Đó. Nào, người ta đưa ra cho chúng ta những cái cách nói đó là gì? Có ba cái phần tương ứng ở đây. Cách mỗi một cái dòng như thế này là nó gồm có hai cách nói. Được chưa? Cách nói thứ nhất đó là túp lều và một túp lều. Cách nói thứ hai đó là gì? Một túp lều nát. Và thứ ba đó là một túp lều nát với một túp lều nát trên bờ biển. Được chưa? Thế chúng ta thấy rằng ở đây có một cái vấn đề đặt ra, đó là chúng ta sẽ so sánh các cách nói sau đây rồi rút ra nhận xét về nghĩa của cụm danh từ. Nào, bây giờ chúng ta so sánh. Thì chúng ta thấy rằng đó là gì? Đầu tiên đó là cái anh túp lều. Túp lều là một danh từ. Chúng ta đánh dấu ở đây túp lều nó là một danh từ. Đó nhá. Thế còn một túp lều nó là một cụm danh từ. Theo cái cách mà chúng ta vừa xác định ở bài tập 1 ấy, thì một túp lều nó là một danh từ. Được chưa? Đó, một túp lều nó là một cụm danh từ. Đó nhá, nó là một cụm danh từ này. Đó. Thế thì chúng ta so sánh cách nói một túp lều với túp lều thì chúng ta thấy cái cách nói thứ hai nó làm rõ nghĩa hơn về số lượng của cái sự vật được nói đến ở trong cách nói thứ nhất. Thấy chưa? À đây, cái anh này nó thêm có mỗi cái từ một mà thôi là nó làm rõ nghĩa hơn về về số lượng. Đó nhá. Thế còn tiếp theo này, một túp lều với một túp lều nát. Đó đây, chúng ta thấy này, một túp lều chiếu xuống đây nhá. Là cái anh đầu tiên này là nó chỉ đơn thuần là làm rõ nghĩa về số lượng. Đầu tiên là không có gì, sau đó là thêm ý nghĩa về số lượng. Ở đây là thêm ý nghĩa về số lượng rồi. Bắt đầu từ đây trở về đi thì chúng ta thấy một túp lều nát, rồi một túp lều nát trên bờ biển. Tất cả những cái này người ta gọi, những cái cụm từ này người ta đều gọi là cụm danh từ. Chưa? Bắt đầu từ một túp lều đổ đi nó đều là cụm danh từ nhá. Thì chúng ta thấy rằng nó là gì? Nếu như cái anh một túp lều là nó chỉ làm rõ nghĩa về số lượng thì đến đây chúng ta thấy nhá, một túp lều nát, thêm cái từ nát ở đằng sau chưa, là nó đã làm rõ nghĩa hơn về số lượng và tính chất của sự vật. Đó, tính chất đó là nát, số lượng đó là một chưa, thêm nhá, tức là nó đã thêm cái phụ ngữ này, thêm một cái anh phụ ngữ ở đằng sau này chưa. Tiếp theo đến cái dòng thứ ba là chúng ta so sánh một túp lều nát với một túp lều nát trên bờ biển. Thì chúng ta thấy này, một túp lều nát với lại một túp lều nát rồi trên bờ biển. Đó, đây chỉ có hai cái phụ ngữ, hai cái thành phần bổ sung ý nghĩa thôi. Thế nhưng mà ở cái cách nói thứ hai này, 1, 2, 3. Đó, chúng ta thấy rằng đó là gì? Cái cách nói sau cùng này, một túp lều nát trên bờ biển này, nó không những bổ rõ nghĩa về, bổ sung ý nghĩa về số lượng này, về tính chất, mà nó còn bổ sung ý nghĩa về địa điểm, vị trí địa lý. Được chưa? Đó. Như vậy là chúng ta thấy cái cách
nói thứ cuối cùng này này là nó làm rõ nghĩa hơn về số lượng, tính chất và địa điểm của sự vật. Như vậy thì chúng ta rút ra được một cái kết luận, đó là gì? Đây, kết luận như thế này. Nghĩa của cụm danh từ thì nó đầy đủ hơn nghĩa của một mình danh từ. Đó, đây, đây nha, chúng ta thấy này, một túp lều nát và một túp lều nát trên bờ biển thì nghĩa của nó đầy đủ hơn so với chỉ có mỗi đó là cái anh túp lều không thôi. Đó. Tiếp theo này, chúng ta thấy đó là gì? Số lượng phụ ngữ càng tăng, càng phức tạp hóa thì nghĩa của cụm danh từ càng cụ thể và đầy đủ. Đó, đây. Số lượng của những cái từ ngữ phụ thuộc này càng tăng thì chúng ta thấy là nghĩa của nó càng đầy đủ hơn. Đó. À, nghĩa của cụm danh từ nó tỷ lệ thuận với lại cái số lượng phụ ngữ tồn tại ở trong cụm danh từ. Đó. Đó chính là cái kết luận thứ hai mà chúng ta cần phải lưu ý. Lưu ý thứ nhất đó là nghĩa của cụm danh từ thì đầy đủ hơn nghĩa của một mình danh từ. Lưu ý thứ hai đó là gì? Số lượng phụ ngữ càng tăng càng phức tạp bao nhiêu thì nghĩa của cái cụm danh từ đó nó càng đầy đủ hơn bấy nhiêu. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng cô chuyển sang bài tập thứ 3 để chúng ta sẽ cùng rút ra được cái đặc điểm tiếp theo của cụm danh từ. Bài tập 3 yêu cầu chúng ta đó là gì? Tìm một cụm danh từ, đặt câu với cụm danh từ ấy rồi rút ra nhận xét về hoạt động trong câu của cụm danh từ so với một danh từ. Đó. Thì bây giờ cô giáo sẽ có rất nhiều những cái cụm danh từ mà chúng ta có thể tìm được, chúng ta có thể đạt được. Ví dụ như là gì? Cô sẽ có 4 cụm danh từ như sau. Đó là ngôi nhà này, một học sinh giỏi, mùa xuân ấy và cái áo mới ấy. Ở đây thì có 4 cụm danh từ. Được chưa? Thế thì chúng ta xem là với 4 cụm danh từ này thì chúng ta sẽ đặt được những cái câu như thế nào. Thì cô sẽ ví dụ là cô sẽ đặt được những cái câu như sau. Thứ nhất là với cụm danh từ ngôi nhà này thì chúng ta sẽ đặt được câu đó là ngôi nhà này rất rộng. Thứ hai là cụm một học sinh giỏi thì chúng ta đặt đó là gì? Hoa là một học sinh giỏi. Cụm thứ ba, mùa xuân ấy thì chúng ta đặt đó là gì? Mùa xuân ấy làng mở hội to lắm. Và cuối cùng là với cái cụm cái áo mới ấy thì chúng ta đặt được đó là gì? Nó không chịu mặc cái áo mới ấy. Được chưa? Thế thì ngày hôm trước chúng ta khi mà chúng ta học cái bài danh từ ấy thì chúng ta bảo rằng đó là gì? Về cái chức vụ ngữ pháp của danh từ thì danh từ có thể làm chủ ngữ, cũng có thể làm vị ngữ ở trong câu. Nhưng khi làm vị ngữ thì cần phải có từ là đứng trước. À, và danh từ thì cũng có khả năng làm phụ ngữ ở trong cụm từ, bổ sung ý nghĩa trong từ ở trong cụm từ. Đó. Thế thì ngày hôm nay khi mà chúng ta học cụm danh từ thì liệu rằng cái chức vụ ngữ pháp của cái anh cụm danh từ này nó có giống với lại danh từ hay không? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng cô đi phân tích. Nào, thứ nhất này, với cái câu, những cái câu văn này bây giờ chúng ta sẽ cùng cô đi phân tích cấu tạo ngữ pháp của nó ra. Được chưa? Câu đầu tiên đó là gì? Ngôi nhà này rất rộng thì ngôi nhà này như thế nào? Rất rộng. Cái gì rất rộng? Ngôi nhà này. Như vậy thì ngôi nhà này sẽ là sẽ là chủ ngữ, còn cái thành phần còn lại là vị ngữ. Được chưa? Tiếp theo này, Hoa là một học sinh giỏi. Hoa là một học sinh giỏi. Ai là một học sinh giỏi? Hoa. Hoa như thế nào? Là một học sinh giỏi. Như vậy thì Hoa ở đây sẽ là chủ ngữ, thành phần còn lại là vị ngữ. Đó. À, nếu như đầu tiên là cụm danh từ là chủ ngữ thì cái câu thứ hai cụm danh từ là vị ngữ. Nhưng mà khi nó làm vị ngữ thì nó cần phải có cái từ là đứng trước. Cái điều này chúng ta thấy là nó hoàn toàn giống với lại danh từ. Đó, với lại chức vụ ngữ pháp của danh từ. Yeah. Đối với câu thứ ba đó là gì? Mùa xuân ấy làng mở hội to lắm. Đó, thì mùa xuân ấy chúng ta xác định nó là trạng ngữ ở trong câu. Đây, nó là trạng ngữ. Nó là trạng ngữ ở trong câu. Làng là chủ ngữ, mở hội to lắm là vị ngữ. Như vậy thì ngoài giữ chức vụ là chủ ngữ vị ngữ ra, nó còn làm trạng ngữ ở trong câu. Được chưa? Tiếp theo đối với câu cuối cùng, nó không chịu mặc cái áo mới ấy thì nó là chủ ngữ, không chịu mặc cái áo mới ấy là vị ngữ. Nhưng đến đây thì chúng ta không đặt trong cái mối quan hệ với lại chức vụ ngữ pháp trong câu nữa, mà là trong cụm từ đi. Được chưa? Thì chúng ta thấy rằng đó là gì? Cả cái cụm cái áo mới ấy này, chúng ta vừa xác định nó là một cái cụm danh từ ấy. Được chưa? Nó bổ sung ý nghĩa cho cái động từ mặc. Được chưa? Trong cái cụm từ mặc cái áo mới ấy. Đó. Như vậy thì lúc này cụm danh từ sẽ đóng vai trò là phụ ngữ ở trong câu. À,
phụ ngữ bổ nghĩa cho từ ở trong cụm từ. Phụ ngữ ở trong cụm từ nhé, cô xin lỗi, đó là phụ ngữ ở trong cụm từ, nó bổ sung ý nghĩa cho động từ mặc. Đó. Ở cấp 1 thì chúng ta từng học đó là gì? Những cái từ nào mà nó bổ nghĩa cho động từ và tính từ thì chúng ta gọi nó chung nó là bổ ngữ, đúng không? Đó. Như vậy thì đây nó là bổ ngữ này. Và lên cấp 2 thì chúng ta gọi chung nó là phụ ngữ. Được chưa? Như vậy thì chúng ta rút ra kết luận ở đây từ cái việc mà chúng ta phân tích cấu tạo ngữ pháp những cái câu này ra, chúng ta thấy rằng đó là gì? Cụm danh từ có khả năng làm chủ ngữ trong câu, cũng có thể là vị ngữ trong câu, nhưng khi làm vị ngữ cần có từ là đứng trước. Đó. Ngoài ra thì cụm danh từ cũng có thể làm trạng ngữ hoặc là làm phụ ngữ bổ sung ý nghĩa trong cụm từ. Đó, được chưa? Đó. Như vậy là chúng ta thấy nó giống hoàn toàn so với lại cái chức vụ ngữ pháp của danh từ. Từ đây thì chúng ta rút ra kết luận đó là gì? Cụm danh từ có thể làm chủ ngữ khi làm vị ngữ cần có từ là đứng trước. Chúng ta cần phải chú ý cho cô cái từ là này, một mấu chốt rất quan trọng. Rồi ngoài ra thì nó cũng có thể làm trạng ngữ hoặc là phụ ngữ. Và cái việc, cái chức vụ ngữ pháp này thì nó hoàn toàn hoạt động trong câu giống như một danh từ. Đó, đó chính là kết luận thứ ba mà chúng ta cần phải lưu ý. Như vậy, từ việc chúng ta vừa tìm hiểu 3 bài tập ở trong phần 4 La Mã này, bây giờ chúng ta sẽ cùng cô rút ra được kết luận về khái niệm cụm danh từ. Đó là gì? Cụm danh từ thứ nhất là một loại tổ hợp từ do danh từ kết hợp với những cái từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành. Đó. Cô lấy ví dụ về cụm danh từ như là ba con mèo đen kia, hai học sinh, làng ấy. Đây đều là những cụm danh từ. Trong những cụm danh từ này chúng ta thấy rằng đó là gì? Con mèo, học sinh và làng, đó là những danh từ. Thế còn ba đen kia, rồi hai và ấy thì đó là những cái từ ngữ phụ thuộc. Những từ ngữ phụ thuộc ở phía trước và sau của danh từ trong cụm từ. Đó. Và cái đặc điểm thứ hai về nghĩa của danh từ thì chúng ta thấy rằng đó là gì? À, cụm danh từ thì nó có ý nghĩa đầy đủ hơn và có cấu tạo phức tạp hơn một mình danh từ. Nhưng xét về chức vụ ngữ pháp thì nó hoạt động trong câu giống như một mình danh từ. Đó, giống như một danh từ. Chưa? Đây chính là cái kết luận, cũng chính là ghi nhớ một trong sách giáo khoa của chúng ta, trang 117 mà chúng ta cần phải ghi nhớ cho cô. Vậy thì cụm danh từ có cấu tạo như thế nào thì chúng ta sẽ cùng cô tìm hiểu phần 2 La Mã để chúng ta rút ra được kết luận. Bây giờ đối với phần 2 La Mã này, chúng ta sẽ cùng cô tìm hiểu 3 bài tập nhỏ. Đó là gì? Bài 1, tìm các cụm danh từ trong câu sau. Vua Sai ban cho làng ấy 3 thúng gạo nếp với 3 con trâu đực. Ra lệnh phải nuôi làm sao cho 3 con trâu ấy đẻ thành 9 con, hẹn năm sau phải đem nộp đủ, nếu không thì cả làng phải tội. Bài tập 2, liệt kê những từ ngữ phụ thuộc đứng trước và đứng sau danh từ trong các cụm danh từ trên, sắp xếp chúng thành loại. Và thứ ba đó là chúng ta sẽ điền các cụm danh từ đã tìm được vào mô hình cụm danh từ có ở trong sách giáo khoa của chúng ta, trang 117. Được chưa? Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng cô lần lượt đi tìm hiểu từng bài tập nhỏ một. Đối với bài tập đầu tiên đó là gì? Là chúng ta sẽ tìm các cụm danh từ. Từ cái việc mà chúng ta nắm được khái niệm cụm danh từ thì bây giờ chúng ta sẽ ứng dụng, chúng ta làm luôn một cái bài tập đó là chúng ta tìm các cụm danh từ. Được chưa? Nào, thứ nhất bây giờ chúng ta sẽ cùng cô đọc từng câu một để chúng ta tìm. Câu văn như sau. Vua Sai ban cho làng ấy 3 thúng gạo nếp với 3 con trâu đực. Nào, thì chúng ta thấy đây là cả một cái đoạn văn trích trong văn bản Em bé thông minh mà chúng ta đã học rồi. Thì vua Sai ban cho làng ấy, thì làng ấy là một cụm danh từ. Được chưa? À, danh từ trung tâm ở đây là cái từ làng này. Vua Sai ban cho làng ấy 3 thúng gạo nếp. À, thì đây, được nhá. Làng ấy 3 thúng gạo nếp là một cụm danh từ. Với 3 con trâu đực thì 3 con trâu đực là một cụm danh từ. Tí nữa thì chúng ta sẽ đi phân tích cấu tạo của từng cái cụm danh từ này sau. Bây giờ chúng ta mới liệt kê ra đã. Rồi, tiếp theo đó là gì? Ra lệnh làm sao phải nuôi cho 3 con trâu ấy. À, làm sao phải nuôi cho 3 con trâu ấy là một cụm. Đẻ thành 9 con thì 9 con lại là một cụm nữa. Hẹn năm sau phải đem nộp đủ thì năm sau là năm sau là một cụm danh từ, phải đem nộp đủ, nếu không thì cả làng phải tội. Thì chúng ta thấy rằng cả làng là một cụm danh từ. À, như vậy thì chúng ta thấy rằng có 1 2 3 4 5 6 7 cụm danh từ. Đây nào, bây giờ chúng ta xem kết quả xem là chúng ta xác định đã đúng chưa. Chúng ta lấy bút chì, chúng ta gạch chân luôn vào trong sách giáo khoa cho cô đối với bài tập này, để tí nữa là chúng ta sẽ đi phân tích cấu tạo của chúng. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Đó, các danh từ trung tâm trong những cái cụm danh từ này đó là làng, cúng gạo, con trâu, con năm và làng. Được chưa? Đó, đối đây là chúng ta đã xong bài tập thứ nhất. Tiếp tục chúng ta sẽ cùng cô chuyển sang bài tập thứ hai. Ở phần 2 này thì yêu cầu chúng ta đó là liệt kê những từ ngữ phụ thuộc đứng trước và sau danh từ trong các cụm danh từ trên và sắp xếp chúng thành loại. Thì đây, cô đã hướng dẫn chúng ta sắp xếp như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ liệt kê tất cả những cái cụm danh từ ra và chúng ta quan sát thì chúng ta thấy rằng có 3 vị trí. Vị trí ở giữa trung tâm này đó chính là những cái danh từ. Được chưa? Làng, thúng gạo, con trâu, con, năm và làng. Được chưa? Thế còn có hai cái vị trí lân cận, đó là vị trí ở phía trước và vị trí ở phía sau. Ở phía trước đó là các từ 3, 9 và cả. Ở phía sau đó là ấy, nếp, đực và sau. Được chưa? Thế thì chúng ta sẽ rút ra được hai cái vị trí cơ bản lớn ở đầu tiên, đó là các từ mà đứng trước danh từ và các từ đứng sau danh từ. Các từ đứng trước danh từ ví dụ như là gì? Ví dụ như là 3, là 9, là cả. Đứng sau danh từ là ấy, là nếp, là đực, là sau. Được chưa? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ soi vào cụ thể từng cái nhóm một. Thứ nhất là nhóm các từ mà đứng trước danh từ để xem là chúng ta có thể sắp xếp chúng thành những cái loại nào được không. Thì chúng ta quan sát ở ba cái từ này chúng ta thấy rằng đó là gì? Trong ba từ này thì có cái từ cả. Cả là một cái từ mà người ta gọi nó là cái từ chỉ tổng thể. Đó, tổng thể, tổng lượng. Được chưa? Tổng thể. Cái còn lại hai từ đó là từ 3 và từ 9 thì người ta gọi nó là từ chỉ số lượng. Đó, đây, số lượng 3 thúng gạo rồi 9 con. Đó, đấy nhá, đấy là từ chỉ số lượng. Xong cái phần đằng trước danh từ rồi. Thế còn cái thành phần đằng sau danh từ thì chúng ta thấy có 4 từ ấy, nếp, đực và sau. Thì người ta bảo rằng người ta cũng có thể nhóm vào hai nhóm khác nhau. Ví dụ như là gì? Thứ nhất là từ chỉ đặc điểm sự vật như là nếp, là đực. Đây, nếp. Nếp ở trong 3 thúng gạo nếp và đực ở trong 3 con trâu đực. Đó, đây là những từ chỉ đặc điểm sự vật. Thế còn lại hai từ đó là từ ấy và từ sau thì người ta bảo rằng đó là những từ chỉ vị trí của sự vật trong không gian hoặc thời gian. Đó, như vậy là chúng ta sẽ rút ra được kết luận đó là gì? Các từ đứng trước danh từ thì có thể là những từ chỉ tổng thể hoặc là số lượng. Còn các từ đứng sau danh từ có thể là những từ chỉ đặc điểm của sự vật và cũng có thể là những từ chỉ vị trí của sự vật trong không gian hoặc thời gian. Đó, đó chính là cái bài tập thứ hai. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng cô chuyển sang bài tập thứ ba, đó là chúng ta sẽ điền các cụm danh từ đã tìm được vào mô hình cụm danh từ. Đó, chúng ta quan sát ở trong sách giáo khoa của chúng ta bài 3 trang 117 thì người ta có đưa ra cho chúng ta một cái mô hình cụm danh từ. Đây, cái mô hình như sau. Phần có 3 phần. Phần trước, phần trung tâm và phần sau. Đó. À, phần trước thì có 2 vị trí, đó là T2 và T1. Chúng ta chú ý đây là T nhỏ nhá. Phần trung tâm thì có T1 và T2. Và phần sau thì có S1 và S2. Đó. Vậy thì T1, T2, rồi T1 lớn, T2 lớn, S1, S2 này nó là cái gì? Nó là cái gì thì chúng ta phải giải thích ra. Để chúng ta có thể sắp xếp được đúng vào cái vị trí của nó. Thì đây, chúng ta sẽ cùng cô đi lần lượt tìm hiểu từng vị trí một. Thứ nhất là ở cái vị trí T2, T nhỏ 2 ấy, thì đây là cái vị trí từ chỉ tổng thể. Từ chỉ tổng thể, được chưa? Tiếp theo này, T1 nhỏ nó là từ chỉ số lượng. Thứ ba là phần trung tâm. Thứ hai là ở trong cái phần trung tâm này này. Giờ ở phần trung tâm thì chúng ta thấy có T1 lớn và T2 lớn. Thì T1 lớn là danh từ chỉ đơn vị. T2 lớn là danh từ chỉ sự vật. Thứ ba là cái thành phần sau. Thành phần sau nhá. Thì lại có hai cái vị trí nhỏ, đó là gì? Từ chỉ đặc điểm và từ chỉ vị trí. Đó, ui bây giờ chúng ta cùng cô chúng ta lấy ngay bút chì, chúng ta đánh dấu vào trong cái sách giáo khoa của chúng ta cho cô. Chúng ta lấy bút chì chúng ta ghi những cái vị trí này, ý nghĩa của những cái vị trí S1, S2 rồi T1, T2 vào. Chưa? Để chúng ta hiểu được là cái vị trí đó là nói về cái gì, từ nào có thể xếp vào cái vị trí đó. Chưa? Đó. Sau khi mà chúng ta đánh dấu rồi, chúng ta phải nhớ cho cô thứ tự của các vị trí này để không bị lẫn. Được nhá? Không bị lẫn. Và sau khi chúng ta đã nắm được cái ý nghĩa của những cái vị trí này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng cô sắp xếp điền các từ vào mô hình cụm danh từ.
Đó. Mô hình cụm danh từ này sẽ gồm có 3 phần: phần trước, phần trung tâm và phần sau, với 6 vị trí tương ứng. Nào, bây giờ chúng ta điền. Chúng ta thấy rằng có 7 cụm danh từ và chúng ta sẽ điền được như sau. Thứ nhất là cụm làng ấy. Làng ấy thì làng chúng ta xếp vào danh từ chỉ đơn vị. Đơn vị làng xã, được chưa? Đơn vị. Tiếp theo đó là gì? S2 ở đây đó là từ ấy. Ấy là một cái từ chỉ vị trí của sự vật. Được chưa? Trong không gian hoặc thời gian, làng ấy. Đó. Tiếp theo này, 3 thúng gạo nếp thì 3 là một cái từ chỉ số lượng. Thúng gạo. Danh từ trung tâm đó là thúng gạo thì thúng là danh từ chỉ đơn vị. Đó, thúng gạo, thúng ngô này, thúng đỗ vân vân. Đó, thì thúng là một cái danh từ chỉ đơn vị. Thế còn gạo là danh từ chỉ sự vật. Nếp là cái từ chỉ đặc điểm của sự vật. Chúng ta xếp luôn vào đây. Nhớ nha, nhớ cái vị trí của nó để chúng ta xếp cho thật đúng. Tiếp theo đó là gì? 3 con trâu đực thì 3 là từ chỉ số lượng. Con là danh từ chỉ đơn vị. Trâu là danh từ chỉ sự vật. Được chưa? Đó. Trâu là danh từ chỉ sự vật và đực ở đây là một cái danh từ chỉ đặc điểm. Cụm tiếp theo đó là gì? 3 con trâu ấy thì 3 con trâu cũng giống như là ở cái cụm trên chúng ta vừa phân tích. Thế còn cái từ ấy này chúng ta xác định nó là ở vị trí S2, đó chính là cái từ chỉ vị trí của sự vật trong không gian hoặc thời gian. Chưa? Tiếp theo đó là 9 con. Chưa? 9 con thì 9 là danh từ chỉ số lượng, con là danh từ chỉ đơn vị. Chưa? Cụm tiếp theo đó là hẹn năm sau thì năm là danh từ chỉ đơn vị, còn sau là từ chỉ vị trí. Và cái cụm cuối cùng đó là cụm cả làng. Thì chúng ta thấy rằng cả là một cái từ chỉ tổng thể, thế còn làng là một danh từ chỉ đơn vị. Đó. Như vậy thì chúng ta quan sát vào cái cụm danh từ này, chúng ta thấy rằng cái mô hình cụm danh từ này chúng ta thấy rằng đó là gì? Cụm danh từ của chúng ta sẽ gồm có cấu tạo gồm 3 phần: phần trước, phần trung tâm và phần sau. Phần trước đó là những từ mà chỉ tổng thể hoặc là từ chỉ số lượng. Đó, thành phần phụ trước. Phần trung tâm đó chính là những danh từ trung tâm, mà cụ thể ở đây có 2 vị trí là danh từ chỉ đơn vị và danh từ chỉ sự vật. Và phần sau đó chính là những từ mà chỉ đặc điểm của sự vật hoặc là từ chỉ vị trí của sự vật trong không gian hoặc là thời gian. Đó, đó là kết luận thứ nhất. Kết luận thứ hai là chúng ta quan sát đó là gì? Trong cái mô hình cụm danh từ này thì có những cụm danh từ nó chỉ có phần trung tâm và phần sau, ví dụ như là làng ấy. Được chưa? Cũng có những cụm danh từ thì nó chỉ có phần trước và phần trung tâm, ví dụ như là 9 con. Đó, 9 con. Nhưng cũng có những cụm danh từ thì có đầy đủ cả 3 phần: phần trước, phần trung tâm và phần sau. Cô lấy ví dụ như là 3 thúng gạo nếp. Được chưa? Đó, đó chính là cái đặc điểm thứ hai. Và chúng ta sẽ rút ra được kết luận như sau. Cũng chính là ghi nhớ 2 trong sách giáo khoa của chúng ta, trang 118 mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Đây. Cụm danh từ có cấu tạo đầy đủ gồm 3 phần theo mô hình sau: phần trước, phần trung tâm và phần sau. Phần trước gồm 2 vị trí T2 và T1. T2 là từ chỉ tổng thể, T1 là từ chỉ số lượng. Phần trung tâm cũng gồm 2 vị trí. Phần trung tâm ở đây nó chính là những cái danh từ trung tâm thì bao gồm có danh từ chỉ đơn vị và danh từ chỉ sự vật. Phần sau gồm có 2 vị trí, đó là từ chỉ đặc điểm và từ chỉ vị trí. Đó. Những cái từ ngữ này là những cái từ ngữ cô lấy ví dụ cụ thể để cho chúng ta nắm được về những cái từ mà nó thuộc vào những cái nhóm loại khác nhau. Ví dụ này, ví dụ như từ chỉ tổng thể, những từ như nào được gọi là từ chỉ tổng thể? Cô lấy ví dụ như là từ cả, từ tất cả, hết thảy, toàn bộ, toàn thể, vân vân. Đó là những từ chỉ tổng thể. Tiếp theo đó là từ chỉ số lượng, ví dụ như là những, các, mọi, mỗi, từng, một, hai. Đó, những, các, mọi, mỗi, từng, một, hai. Đó. Tiếp theo đó là gì? Cái thành phần trung tâm, danh từ chỉ đơn vị, ví dụ như là con, cái, bức, tấm, quyển, thúng, nắm, mớ, đàn, em, vân vân. Danh từ chỉ sự vật như là trâu, bàn, ảnh, vợ, gạo, ngô, rau, bò, học sinh, vân vân. Có rất nhiều những danh từ chỉ sự vật. Rồi, cái từ chỉ đặc điểm, ví dụ như là đen, gỗ lim, đẹp, mới, nếp, tẻ, tươi, đực, chăm ngoan, vân vân. Và cuối cùng đó là từ chỉ vị trí như ấy, đó, nọ, kia. Đó. Cô sẽ lấy ví dụ về một cái cụm danh từ đầy đủ gồm tất cả
các vị trí trong cụm danh từ. Đó là gì? Tất cả những em học sinh chăm ngoan ấy. Đó là một cụm danh từ tiêu biểu đầy đủ gồm cả 3 phần. Được chưa? Đó. Như vậy là chúng ta vừa cùng cô tìm hiểu xong phần 2 la mã về cấu tạo của cụm danh từ. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng cô chuyển sang phần 3 la mã luyện tập. Chúng ta sẽ cùng cô đi thực hành các bài tập ở trong sách giáo khoa. Chúng ta thấy ở trong sách giáo khoa của chúng ta đối với phần luyện tập thì sẽ gồm có 3 phần. Và chúng ta sẽ cùng cô lần lượt đi tìm hiểu từng bài một. Sẽ gồm có 3 bài và chúng ta làm cả 3 bài này. Bài thứ nhất đó là gì? Bài 1 yêu cầu chúng ta đó là tìm các cụm danh từ trong những câu sau. Và có 3 câu được đưa ra, đó là gì? Câu thứ nhất, câu A. Vua cha yêu thương bị nương hết mực, muốn kén cho con một người chồng thật xứng đáng. À, chúng ta thấy những cái câu này rất quen thuộc. Rồi, câu B đó là gì? Gia tài chỉ có một lưỡi búa của cha để lại. Và câu C, đại bàng nguyên là một con yêu tinh ở trên núi có nhiều phép lạ. Đây là những câu văn. Câu thứ nhất là trích trong văn bản Sơn Tinh Thủy Tinh. Và 2 câu còn lại là trích trong văn bản Thạch Xanh. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng cô tìm ra các cụm danh từ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng cô tìm. Câu thứ nhất đó là gì? Vua cha yêu thương mị nương hết mực, muốn kén cho con một người chồng thật xứng đáng. Đó, thì chúng ta sẽ tìm ra được cụm danh từ ở đây đó là gì? À, muốn kén cho con một người chồng thật xứng đáng. Một người chồng thật xứng đáng đó là một cụm danh từ, là sự kết hợp giữa danh từ với những từ ngữ phụ thuộc nó. Tí nữa thì chúng ta sẽ đi sắp xếp cái cụm danh từ này vào cái mô hình cụm danh từ sau. Tiếp theo đó là gì? Câu B, gia tài chỉ có một lưỡi búa của cha để lại. Đó. Thì chúng ta xem là đây là cái cụm danh từ nào. Gia tài chỉ có một lưỡi búa của cha để lại. Một lưỡi búa của cha để lại, đó là một cụm danh từ. Tiếp theo này, đại bàng nguyên là một con yêu tinh ở trên núi có nhiều phép lạ. Thì cái cụm danh từ trong câu này đó là gì? Đại bàng nguyên là một con yêu tinh ở trên núi có nhiều phép lạ. Đó. Như vậy là có 3 cụm danh từ tương ứng ở 3 câu. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem kết quả. Đó là gì? Một người chồng thật xứng đáng. Đó, đây. Một lưỡi búa của cha để lại. Và cuối cùng, một con yêu tinh ở trên núi có nhiều phép lạ. Rồi, chúng ta kết thúc bài tập thứ nhất. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng cô đến với bài tập thứ hai. Bài tập này yêu cầu chúng ta đó là chép các cụm danh từ nói trên và mô hình cụm danh từ. Nếu như ở bài tập 1 là chúng ta vừa tìm ra được 3 cụm danh từ thì bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp những cái cụm danh từ đó vào mô hình cụm danh từ như sau. À, chúng ta củng cố lại về cái cấu tạo của cụm danh từ đó là gì? Mô hình cụm danh từ thì sẽ gồm có 3 phần. Phần trước, phần trung tâm và phần sau. Đó. Phần trước thì ở vị trí T2 đó là gì? Là những từ chỉ tổng thể. T1 nhỏ là những từ chỉ số lượng. Thế còn phần trung tâm thì chúng ta thấy có 2 vị trí, T1 lớn là những danh từ chỉ đơn vị, thế còn T2 là những danh từ chỉ sự vật. Thế còn cái phần cuối cùng là phần sau này, thì S1 là danh từ chỉ đặc điểm của sự vật, thế còn S2 là danh từ chỉ vị trí. Bây giờ chúng ta nhớ về cái ý nghĩa của những cái vị trí này để chúng ta sắp xếp cho thật đúng. Thì có 3 cụm danh từ thì bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp vào đây. Thì chúng ta thấy rằng đó là gì? Một người chồng thật xứng đáng. Thì một là danh từ chỉ số lượng, chưa? À, người chồng là danh từ trung tâm thì người là danh từ chỉ đơn vị, còn chồng là danh từ chỉ sự vật. Người chồng này, người vợ này, đó, cái từ chồng này chúng ta có thể thay bằng từ khác, ví dụ từ vợ chẳng hạn, được chưa? Chính vì vậy mà cái từ người là danh từ chỉ đơn vị, còn chồng là danh từ chỉ sự vật. Thật xứng đáng là cái danh từ là cái thành phần mà chỉ đặc điểm của sự vật. Một lưỡi búa của cha để lại cũng tương tự như vậy, thì một là từ chỉ số lượng. Lưỡi búa thì lưỡi là danh từ chỉ đơn vị, búa là danh từ chỉ sự vật. Và của cha để lại thì của cha để lại đó là ở vị trí S1, từ chỉ đặc điểm. Một con yêu tinh ở trên núi có nhiều phép lạ thì một nó là từ chỉ số lượng. Con là danh từ chỉ đơn vị, yêu tinh là danh từ chỉ sự vật. Và cái thành phần đằng sau này, toàn bộ thành phần đằng sau ở trên núi có nhiều phép lạ này, nó là cái từ chỉ đặc điểm của sự vật. Đó. Như vậy là chúng ta kết thúc xong bài tập thứ 2. Chúng ta sẽ cùng cô chuyển sang bài tập thứ 3, bài tập cuối cùng trong bài học ngày hôm nay.
Đó là gì? Bài tập này yêu cầu chúng ta đó là tìm phụ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống trong những phần trích sau. Đây chính là một đoạn văn trích trong văn bản Sự Tích Hồ Gươm đó mà chúng ta đã học rồi. Và chúng ta sẽ điền những cái từ ngữ, điền từ ngữ này đó chính là những phụ ngữ thích hợp ở trong cụm danh từ. Đó. Khi kéo lưới lên thấy nặng nặng, Lê Thận chắc mẩm được mẻ cá to. Nhưng khi thò tay vào bắt cá, chàng chỉ thấy có một thanh sắt. Chàng vứt luôn thanh sắt xuống nước, rồi lại thả lưới ở một chỗ khác. Lần thứ hai cất lưới lên cũng thấy nặng tay. Thận không ngờ thanh sắt lại chui vào lưới mình. Chàng lại ném nó xuống sông. Lần thứ ba vẫn thanh sắt mắc vào lưới. Rồi, à bây giờ chúng ta sẽ cùng cô đi điền những cái từ ngữ vào đây, từ ngữ thích hợp vào đây. À, chúng ta đọc kỹ này. Khi kéo lưới lên thấy nặng nặng, Lê Thận chắc mẩm được mẻ cá to. Nhưng khi thò tay vào bắt cá, chàng chỉ thấy có một thanh sắt. Đó, chàng chỉ thấy có một thanh sắt. Chàng vứt luôn thanh sắt. À, thanh sắt gì? Thanh sắt nào? À, thì cái cụm này này, nó là một cái cụm danh từ. Được chưa? Như vậy là chúng ta sẽ điền cái từ ngữ mà nó thành phần phụ sau vào đây. Đó, thành phần phụ sau vào đây thì chàng vứt luôn thanh sắt ấy. Đó, thanh sắt ấy xuống nước. Cái từ ấy là cái từ chỉ vị trí của sự vật. Được chưa? Chàng vứt luôn thanh sắt ấy xuống nước, rồi lại thả lưới ở một chỗ khác. Lần thứ hai cất lưới lên cũng thấy nặng tay. Thận không ngờ thanh sắt. Thận không ngờ. Lần thứ hai, chúng ta chú ý cái cụm lần thứ hai. Đó, à, thận không ngờ thanh sắt. Thanh sắt gì? Thanh sắt nào? Thanh sắt vừa rồi. Đó, thanh sắt vừa rồi. Chúng ta điền vào đây. Thanh sắt vừa rồi lại chui vào lưới mình. À, thanh sắt vừa rồi thì cái cụm thanh sắt vừa rồi này nó là một cụm danh từ. Thấy chưa? Lại chui vào lưới mình. Chàng lại ném nó xuống sông. Lần thứ ba vẫn thanh sắt. À, chúng ta không dùng từ vừa rồi nữa mà chúng ta dùng từ ấy. Đó. Lần thứ ba vẫn thanh sắt ấy mắc vào lưới. Thì cái cụm thanh sắt ấy nó cũng là một, à, nó là một cụm danh từ. Đó. Như vậy là chúng ta vừa cùng cô hoàn thành xong bài tập thứ ba, hoàn thành xong bài học ngày hôm nay, bài cụm danh từ. Chúng ta nắm được về khái niệm, đặc điểm của cụm danh từ cũng như là cấu tạo của cụm danh từ. Cô chúc chúng ta có một sức khỏe tốt, học tập tốt. Hẹn các em ở những bài học tiếp theo. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.